Cứ đều đặn một tuần ba số 28 Hàng Buồm, một di tích nổi tiếng nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Giọng hát của ca nương, tiếng sênh, tiếng phách, tiếng trầm đục của đàn đáy trong không gian của ngôi nhà cổ đã khiến mọi người như được trở về với quá khứ. Cả môn nghệ thuật ca trù hay là bất cứ môn nghệ thuật nào cũng đều, để mà lên đến đỉnh cao, cũng đều cần một cái sự tôi luyện và cũng đều khó tìm được những cái nhân tài. Ở ca trù thì có một cái lịch sử cũng như là một cái hoàn cảnh khó khăn hơn là ca trù đã bị lãng quên trong một cái giai đoạn rất là dài, đứt đoạn. Nhưng khi mà ca trù trở lại và các bạn nhỏ tuổi khi mà nghe, đối với các bạn ấy thì các bạn ấy không hiểu về, chưa có định hình về những cái khái niệm, về cái sự khác biệt giữa cái môn nghệ thuật này với môn nghệ thuật khác. Cho nên các bạn nghe là các bạn thích một cách rất là tự nhiên. Đấy chính là cái ý tưởng mà tôi bắt đầu dần dần hình thành các cái lớp học cho các bạn trẻ. Đấy, và chúng ta cũng thấy là hiện nay là có rất nhiều người, đây là tôi cũng chưa mở rộng ra, còn nếu mà đã công bố rộng rãi thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người theo. Đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 tối, lớp học cũng đã kết thúc. Nhưng ca nương Phạm Thị Huệ cùng những đào nương và kép đàn ở giáo phường ca trù Thăng Long lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi biểu diễn thường niên vào mỗi buổi tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. 7 giờ 30 phút, những vị khách bắt đầu lần lượt bước vào bên trong ngôi đền quan đế tại số 28 Hàng Buồm, ẩn giữa những sự náo nhiệt của khu phố cổ ngày cuối tuần. Mỗi người được phát một chiếc thẻ bằng gỗ để thả vào chiếc chậu thau sau khi nghe hát xong, nếu như họ cảm thấy thích tiết mục này. Đúng 8 giờ, những nhịp phách, tiếng đàn tỳ bà bắt đầu vang lên, len lỏi khắp những góc nhỏ trong ngôi đền cổ kính. Những vị khách thả mình vào không gian của thứ âm nhạc da diết, trầm bổng đến nao lòng.
Những chiếc thẻ gỗ được thả vào chiếc chậu thau đặt trước phản chính là phần thưởng không gì sánh được đối với ca nương Phạm Thị Huệ và các kép đàn, vì họ biết màn trình diễn của mình vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ những khán giả yêu thích nghệ thuật ca trù.